Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn số Thế giới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video 6 loại cây cản lộc đuổi tài, rước vào nhà, đừng hỏi làm sao mãi không giàu. Có những loại cây khi đặt trong nhà có thể giúp cho gia chủ gọi tài lộc, và tất nhiên cũng có không ít các loại cây sẽ cản trở con đường làm ăn của bạn. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu 6 loại cây không tốt này. Cây đa bonsai. Cây đa thường có rễ rất to, thô và điều này trong phong thủy bị coi là gây mất cân bằng cho ngôi nhà của bạn, gây ảnh hưởng tới việc làm ăn, sức khỏe của những người sống trong nhà. Hơn nữa thì cây đa thường được trồng ở miếu, đền thờ nên không thích hợp để trồng trong nhà. Cây bách. Cây bách là một loại cây đại diện cho sự trường thọ vĩnh cửu nên được nhiều người chọn lựa làm cây cạnh trong nhà. Tuy nhiên thì người xưa lại chọn loại cây này để trồng cạnh phần mộ, nên nó bị coi là loại cây dẫn dụ ma quỷ đến nhà, khiến cho gia đình bị xáo trộn, nên đến tận bây giờ bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. Cây vạn thiên thanh. Cây vạn thiên thanh thuộc họ ráy, có hình dáng rất là đẹp với tán lá rộng, có nhiều vân màu đẹp mắt nên rất được ưa chuộng trồng làm cây cảnh trong nhà. Tuy nhiên ít ai biết được loại cây này có chứa độc gây ngứa ngáy khó chịu nếu ăn phải. Đặc biệt trong phong thủy, loại cây này cũng không phù hợp làm cây cảnh vì quan niệm dân gian đây là loại cây có nguồn gốc hoang dã nên hạn chế đưa vào trong nhà. Những loại cây có lá dài và nhọn. Những loại cây thuộc họ quyết, họ cát, đằng thường mang âm khí nên không thích hợp để trồng trong nhà. Những loại cây có lá dài, nhọn như loại cây họ quýt hay họ cát đằng thường mang tính âm nên khi trồng trong nhà chúng sẽ mang âm khí vào trong nhà của bạn, khiến cho những thành viên trong gia đình thường xuyên gặp chuyện không may. Ngoài ra thì chúng còn sinh ra hung khí, dễ làm cho người sống trong nhà xảy ra cãi cọ, vướng vào chuyện tranh chấp, đất cát, công việc không được thuận buồm xuôi gió. Cây xương rồng. Cây xương rồng được biết đến là một trong những loại cây hóa hung rất là tốt. Tuy nhiên, đây là một loại cây không nên trồng trong nhà, đặc biệt là ở phòng khách, phòng ngủ hay trên bàn làm việc, bởi theo phong thủy nó có hình dáng bên ngoài rất là đặc biệt. Những chiếc gai nhọn bao bọc quanh thân cây tạo ra sát khí cao. Khi những chiếc gai đó chĩa vào người sẽ tạo ra khí xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ. Những loại cây héo úa. Trong ngôi nhà cần có sức sống và sự tươi mới, vui vẻ. Những loại cây bị héo úa chỉ mang tới sự thiếu sức sống, tẻ nhạt, u buồn cho người sống ở đó. Dù loại cây đó có đẹp hay quý tới cỡ nào, mọi người cũng đừng tiếc giữ lại trong nhà, bởi đến cuối cùng cũng chỉ tốn công sức chăm sóc, mang vận khí xấu mà cây thì chưa chắc đã sống được. Để tránh được điều này, bạn nên dành thời gian chăm sóc cho các loại cây, tưới nước thường xuyên. Nếu thấy chúng có những biểu hiện héo úa thì ngay lập tức mang bỏ đi. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn số Thế giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.